صفة الصلاة. كتك يعني لينغوين صلاة. قبل أن يدخل في الصلاة قلنا يأتي بشروط الصلاة. Trước khi bước vào dâng lễ nguyện Sala thì chúng ta phải đáp ứng những cái điều kiện để chúng ta dâng lễ nguyện Sala. الأفضل والأحسن أن يصلي إلى سترة سنة شيء أمام. Điều tốt nhất để chúng ta dâng lễ nguyện Sala đó chính là chúng ta dâng lễ nguyện Sala ở những cái chỗ mà đã được che chắn. يقف الأرجل على استقامة واحدة مع المنكبين. Và chúng ta đứng với tư thế nghiêm trang. النظر يكون موضع السجود دائما في الصلاة. Và mắt của chúng ta luôn hướng đến vị trí chúng ta sujud. يكبر تكبيرة الإحرام. Và chúng ta تكبيرة الإحرام. الكفين جهة القبلة مضمومة الأصابع. Và hai bàn tay hướng đến hướng Qibla và ở trên vai giống như vậy. حذو الأذنين أو المنكبين. Hoặc là chúng ta có thể hạ nó xuống một chút. الله أكبر. Và chúng ta đọc Allahu Akbar. ثم يضع هكذا وضع على صدري. Và chúng ta đặt bàn tay phải lên bàn tay trái và để trước ngực của chúng ta. أو يقبض هكذا قبض. Hoặc là chúng ta lấy bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái như vậy. يقول دعاء الاستفتاح استحبابا سنة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Và sunnah cho chúng ta là chúng ta đọc dua istiftah trong khi mà chúng ta bắt đầu cuộc hành lễ đó. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Và chúng ta đọc a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Đó chính là chúng ta đọc chương Al-Fatiha. Amin. Chúng ta đọc Amin sau kết thúc chương Al-Fatiha đó. ثم يستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن. قل هو الله أحد مثلا. Và khuyên khích chúng ta đọc sau đó là những chương đọc bất cứ những gì nó dễ dành cho chúng ta bởi từ những chương ngắn hay là những cái câu kinh ngắn. ثم يقول الله أكبر. Và sau đó chúng ta thực hiện động tác ruku, chúng ta cúi đầu xuống. يقبض على ركبتي. Và chúng ta lấy hai bàn tay chúng ta để trên đầu gối. لا يثني هذا لا يثني المرفقين. Và hai bàn tay chúng ta phải thẳng và không được cong hay là gấp lại. Và lưng và đầu của chúng ta phải để vuông góc. سبحان ربي العظيم. Và chúng ta đọc سبحان ربي العظيم. ويستحب له أن يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمد سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Và khuyên khích chúng ta đọc trong khi chúng ta ruku rất tương tự như vậy. الآن بين الركوع وبين الاعتدال مع رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده. Và sau khi chúng ta ruku xong thì chúng ta đứng lên tư thế ban đầu và chúng ta đọc Samia Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Yustahab law hana an yazid bima warad. Li rabbi alhamd li rabbi alhamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Và khuyên khích cho chúng ta đọc nhiều hơn khi mà chúng ta đứng như vậy. Allahu akbar. Và chúng ta thực hiện động tác sujud Allahu akbar. لابد أن اليدين هنا مضمومة الأصابع على جهة القبلة. Và hai bàn tay của chúng ta luôn luôn phải để theo hướng Qibla và ngang với đầu của mình. سبحان ربي الأعلى. Và chúng ta đọc سبحان ربي الأعلى. استحب أن يزيد سبحان ربي الأعلى وبحمد. Và khuyên khích chúng ta đọc nhiều hơn là سبحان ربي الأعلى وبحمد. خطأ أن يضع المرفقين على الأرض هذا خطأ. Và một điều sai lầm khi chúng ta thực hiện động tác này đó chính là chúng ta để bàn tay tương tự như vậy. Hoặc là chúng ta sujud theo tư thế như vậy. Và bắt buộc hai chân của chúng ta phải để y chang như vậy, phải để sát như vậy. Và không được phép để hai bàn chân của chúng ta như thế này hay là thế này. Hay là đưa hai bàn chân của chúng ta lên. Bắt buộc chúng ta phải để đúng với tư thế như vậy. ثم يقول الله أكبر يجلس على هذه الصفة. Và chúng ta đọc Allahu Akbar chúng ta ngồi theo tư thế như thế này. هذه الجلسة في كل الجلسات الصلاة. Và đây là tư thế ngồi cho tất cả những cái tư thế ngồi trong cuộc hành lễ của mình. إلا في الصلاة الثلاثية والرباعية يجلس هكذا في التشهد الأخير. Ngoài trừ những cuộc hành lễ ba ra'at và bốn ra'at thì chúng ta sẽ ngồi ở tư thế này trong khi chúng ta đọc tashahhud cuối cùng.
نعم في التشهد يشير بإصبع التحيات لله والصلوات والطيبات. Và khi chúng ta đọc tashahhud thì tay phải của chúng ta sẽ ngón tay phải của chúng ta sẽ giơ lên như thế này. Yusalli ala an-nabi alayhi salatu wassalam. Salat Ibrahimiyya. Và chúng ta salawat cho Nabi Muhammad và Nabi Ibrahim alayhi salam. Yusallim bi ra'si faqad. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Và chúng ta chào salam bằng cách chúng ta nghiêng đầu qua bên phải. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Và chúng ta đọc assalamu alaykum wa rahmatullah. Min al-khata an yarfa ra'su hakadha. Và một điều sai lầm đó chính là chúng ta lắc đầu, đó chính là chúng ta lắc đầu qua đó lại. Hay là chúng ta chào salam theo cách thức đó. Và sau khi kết thúc cuộc hành lễ của mình, thầy khuyên các chúng ta nên tụng niệm bằng những câu nhạc astaghfirullah. Hoặc là đọc những cái câu tụng niệm theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله أعلم. والله أعلم. نعم. أضف أعلم.